Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 92 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, bốn người sánh vai đi tới nội viện. Trên đường đi, cứ gặp đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện, bọn họ đều nhận được lễ cung kính. Với tu vi bốn người bọn họ, hiển nhiên có thể nhìn ra ánh mắt của đám đệ tử hoàn toàn tập trung vào Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch, hơn nữa còn vô cùng cung kính. Loại ánh mắt mê mang này dĩ nhiên đám người Hạ Nhất Minh hiểu rõ ràng ý tứ trong đó. Kim Chiến Dịch được coi là đệ nhất nhân dưới tôn giả tại Linh Tiêu Bảo Điện nhiều năm, còn Hạ Nhất Minh với biểu hiện đánh đuổi hùng vô cực lại càng khẳng định xưng hào đệ nhất nhân dưới thiên chỉ tôn giả. Hai đệ nhất nhân, bọn họ đại biểu cho hai thế lực bất đồng. Chứng kiến hai người đi cùng nhau, cho dù là ai cũng không tránh khỏi tò mò. Bọn họ hai người, đến tột cùng là ai mới chân chính là đệ nhất nhân dưới tôn giả. Trương Trọng Cẩn tự mình dẫn đường, bọn họ lúc này đã tới một tòa lầu các rộng lớn. Tòa lầu các này được kiến tạo dựa vào vách núi. Một bên là cây cối rậm rạp, trước hiên rộng rãi thoáng mát, hành lang uốn lượn, điều khắc vô cùng tinh xảo, có thể nói nơi này vô cùng tao nhã. Hạ Nhất Minh cùng Vô Kinh Lôi ánh mắt lướt qua toàn cảnh một lượt, nhất thời hiểu được nơi này so với Hoành Sơn Nhất Mạch hơn kém không phải chỉ một bậc. Bất quá ngắm lại thân phận hai bên cùng chênh lệch về thế lực, dường như tâm tình bọn họ cũng bình tĩnh trở lại. Hạ huynh, không biết huynh có thêm yêu cầu gì? Đi tới nơi này, Trương Trọng Cẩn lập tức nghiêm mặt dò hỏi. Mà dù Trương Trọng Cẩn hiểu rõ trong tình thế bắt buộc này, đối phương e rằng sẽ sử dụng công phu sư tử hoạt. Nhưng nếu đã ra giá tới 50 khỏa tiên thiên kim đan, cho dù thêm một vài thứ nữa, lão cũng không quá quan tâm. Có vài thứ tại Hoành Sơn Nhất Mạch được coi là vô giá, nhưng trong đại thân đệ nhất Linh Tiêu Bảo Điện, chẳng qua cũng chỉ có chút quý giá mà thôi. Hà Nhất Minh ánh mắt tập trung, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc nói. Trương huynh muốn chú nhan dược phương, hẳn là sẽ mở lò luyện chế chú nhan đan. Trương Trọng Cẩn cùng Kim Chiến Dịch trong lòng đồng thời mắng thầm, nói nhảm. Bất quá, Trương Trọng Cẩn vẻ mặt vẫn như trước, tươi cười nói. Không sai, Hạ huynh, chúng ta quả thật có ý luyện chế chú nhan đan. Hạ Nhất Minh ánh mắt sáng lên nói, nếu quý phái luyện chế thành công, không biết có mấy vị cần sử dụng. Trương Trọng Cẩn giật mình, trầm tư trong chốc lát nói, hai người. Hạ Nhất Minh cười ha hà nói, Trương huynh, theo tiểu đệ được biết, nếu có thể thu thập đầy đủ dược vật, hơn nữa luyện chế thành công, như vậy một lò ít nhất có được 6 khỏa đan dược. Nếu luyện chế thất bại thì không nói, nhưng nếu thành công, Hà Mỗ hy vọng có thể có được một nửa trong số đó. Trương Trọng Cẩn khẽ nhíu mày, dùng 50 khỏa tiên thiên kim đan trao đổi với chú nhan đan dược vương, điều này có thể nói là lão đã vô cùng mạo hiểm. Nếu thực sự luyện chế thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, e rằng ngay cả lão cũng khó có thể gánh vác. Lúc này Hà Nhất Minh đưa ra yêu cầu muốn một nửa số chú nhan đan, quả thực điều này khiến Trương Trọng Cẩn vô cùng khó xử. Quan sát vẻ mặt của đối phương, Trương Trọng Cẩn trong lòng càng thêm do dự. Lão có thể khẳng định người trẻ tuổi này tương lai khẳng định có thể trở thành tôn giả, thậm chí còn đạt tới cảnh giới cường đại hơn. Nếu không đáp ứng, chỉ sợ hậu quả sau này chính lão cũng không thể gánh được. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Trọng Cẩn nói, Hạ huynh, yêu cầu của huynh đã vượt ra khỏi quyền hạn của ta. Ta chỉ có thể đáp ứng. Thật sự nếu luyện chế thành công 6 khỏa chú nhan đan, như vậy ta có thể làm chủ cho huynh 2 khỏa. 2 khỏa. Hà Nhất Minh hơi trầm ngâm nói. Được, vậy thì 2 khỏa. Trương Trọng Cẩn lúc này mới thở phào một hơi. Trong mắt lão hiện lên vẻ hưng phấn thấy rõ. Chú nhan đan đối với đám người Hoành Sơn Nhất Mạch không có nhiều tác dụng, nhưng đối với đệ tử trong Linh Tiêu Bảo Điện lại có tác dụng rất lớn. Kim Chiến Dịch hai hàng lông mày khẽ động, đột nhiên nói, Hạ huynh, ngươi đàm phán xong chưa? Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra nói, đàm phán xong rồi. Kim Chiến Dịch hai mắt phát sáng nói, rất tốt. Hạ huynh, Kim Mỗ có một chuyện muốn nhờ, không biết huynh có thể đồng ý không? Vô Kinh Lôi cùng Trương Trọng Cẩn vẻ mặt đồng thời xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Mà dù bọn họ sớm có dự đoán,
trận đấu này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng kiếm chiến dịch lại gấp gáp như vậy, quả thực là ngoài dự liệu của bọn họ. Hạ Nhất Minh hiển nhiên trong lòng cũng rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, định mở miệng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, cổ tay run lên, đạn chỉ lập tức bắn ra. Mà dường như cùng lúc đó, kiếm chiến dịch cũng làm ra động tác tương tự. Theo sau đạn chỉ hai người bọn họ bắn ra, hai âm thanh xé gió vang lên. Trong không trung cũng chuyển tới một âm thanh như kim thiết va chạm. Hai viên đá nhỏ đã bị đạn chỉ của bọn họ đánh cho nát bét. Bóng người chợt lóe lên, Hàn Nhất Minh cùng kim chiến dịch đã bay rời khỏi tòa lầu các. Vô Kinh Lôi cùng với Trương Trọng Cẩn chậm hơn một bước. Khi bọn họ đuổi theo, ngay cả bóng người cũng không thấy được. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thật sự không nghĩ ra ai có thể ngang nhiên tại Thiên Chỉ Chủ Phong ra tay ám toán. Lúc này, hai đạo thân ảnh chợt lóe lên trong màn đêm, sau đó biến mất như những bóng u linh, chỉ hơi lờ mờ xuất hiện, sau đó đã thấy ở ngoài vài chục thước. Không những vậy, hai thân ảnh này dường như vô cùng ăn ý, trong khi di chuyển không để lại bất cứ dấu vết nào. Bọn họ phóng xuất chân khí cường đại, cảm ứng tất thảy xung quanh, bởi thế tránh được tất cả các trạm gác trên chủ phong mà từ đầu tới cuối không ai có thể phát hiện. Chỉ trong chốc lát, bọn họ sóng vai chạy tới chân núi. Lúc này tốc độ của bọn họ vô cùng mau lẹ. Khi Hà Nhất Minh cùng kim chiến dịch nhảy khỏi toàn lầu các, bọn họ đã cảm nhận được đạo thân ảnh di chuyển nhanh như chớp. Không cần phải nghĩ cũng biết, chính đạo thân ảnh này đã sử dụng viên đá nhỏ tập kích bọn họ. Mặc dù trong lúc này bọn họ đều nghĩ tới một vấn đề, người kia như thế nào có thể tiến lên chủ phong? Chẳng lẽ đám tôn giả tu luyện trên đỉnh núi đều là những kẻ mù điếc hay sao? Nhưng cho dù có hoài nghi thế nào, thì hai người Hạ Nhất Minh cũng không chút do dự lập tức đuổi theo. Từ đầu tới giờ, bọn họ không ngừng đánh giá đối phương. Đây không phải chỉ là truy đuổi thông thường, mà trên con đường truy đuổi còn tránh né sự phát giác của kẻ địch. Dường như giờ phút này, hai người bọn họ cũng giống như kẻ ám toán kia âm thầm tiến lên. Kim chiến dịch dĩ nhiên là trăm phương ngàn kế muốn phân tranh cao thấp cùng Hạ Nhất Minh, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh đồng dạng cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ có không ngừng giao đấu với những đối thủ chân chính, thậm chí là tiến hành sinh tử đấu mới có thể nhanh chóng đột phá cực hạn, tiến lên một cảnh giới cao hơn. Hà Nhất Minh tu luyện hơn nửa năm cũng chưa hoàn toàn nắm giữ phiên thiên ấn, nhưng chỉ trong thời khắc giao đấu với hồ hùng linh thú lập tức đã có được sự cảm ngộ. Sau đó đại phát thần uy, không chỉ hoàn toàn nắm giữ phiên thiên ấn mà còn ngưng tụ thành công thổ chi hoa. Từ điều này có thể nhận thấy giao đấu với đối thủ khủng giai đã được tiến bộ rất lớn. Đương nhiên nếu khiêu chiến đối thủ cường đại vượt bậc, nhận một chiêu đã thảm tử, e rằng đó là chuyện cười lớn nhất. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng kiếm chiến dịch cùng với Hạ Nhất Minh đều đã coi nhau là đối thủ tốt nhất. Nếu đã có cơ hội tốt như thế này, đương nhiên không ai muốn nhận thua. Tốc độ được cả hai đẩy nhanh tới cực hạn, vừa tránh né sự phát hiện của kẻ khác, vừa đuổi theo thân ảnh kia tới đỉnh núi. Tới nơi này, hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn về đạo thân ảnh phía xa xa. Đạo thân ảnh kia mặc dù không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ, nhưng khoảng cách của hai bên cũng không chút nào thu lại. Bất giác trong lòng hai người Hạ Nhất Minh cùng với kim chiến dịch xuất hiện cảm giác hưng phấn. Bọn họ biết khinh công thân pháp không thể đại biểu cho thực lực chỉnh thể, nhưng giờ phút này trong đầu họ ngoài trừ phân cao thấp không còn ý nghĩ nào khác nữa. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, thân thể hắn chớp động đã biến mất tại chỗ. Chỉ một giây sau đã xuất hiện cách đó xa xa, dường như khoảng cách với thân ảnh kia chỉ trong nháy mắt hắn có thể dễ dàng vượt qua. Kim chiến dịch sắc mặt đại biến, trong lòng gã xuất hiện cảm giác không thể tin tưởng. Kim chiến dịch mặc dù đã từng thấy Hạ Nhất Minh phong xuất phong hỏa chi hoa, nhưng loại siêu cấp kỹ năng thuấn di này quả thực nằm ngoài dự kiến của gã. Đến lúc này kim chiến dịch mới biết, thì ra Hạ Nhất Minh không chỉ có được cảm ngộ về thổ hệ, mà ngay cả phong hệ, sự lĩnh ngộ của hắn cũng đạt tới tiêu chuẩn. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, khi thấy trên thân thể kim chiến dịch bùng phát tới cực điểm. Trên hai chân của gã lúc này đã xuất hiện một tầng ánh sáng vàng nhạt. Màu sắc này cũng giống màu sắc thổ chi hoa mà Hạ Nhất Minh từng phóng xuất. Sau đó, kim chiến dịch từng bước bước tới. Mỗi bước chân của kim chiến dịch bước ra, mặt đất như là rút lại. Mỗi một lần nhấc chân, ngay lập tức đã vượt qua khoảng cách 10 trượng, mau chóng đuổi theo. Mặc dù biểu hiện này chưa thể so sánh cùng phong hệ cường đại, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Hạ Nhất Minh thân thể nhoáng lên đã xuất hiện trong trạng thái kỳ diệu này. Nhưng điều hắn không ngờ tới là kim chiến dịch cũng lập tức tiến tới bên cạnh không chút nào kém hơn. Giống như vừa rồi, hắn cùng kim chiến dịch đều đồng thời sử dụng thuấn di kỳ công đứng đầu phong lực lượng xuyên qua không gian tới được nơi này vậy.
Trong lòng Hạ Nhất Minh dao động rất mạnh, nhưng ngoài sự khiếp sợ còn có cả tâm trạng hưng phấn chờ mong. Từ khi Hạ Nhất Minh nắm giữ phong hệ công pháp này, chỉ có duy nhất Thủy Huyễn Cận khi còn sống là có thể sánh bằng, ngoài ra chưa kẻ nào có thể cùng hắn phân tranh. Nhưng lúc này Kim Chiến Dịch đuổi theo, thực lực cùng tốc độ biểu hiện ra không chút nào thua kém hắn. Nhất thời chiến ý của Hạ Nhất Minh khởi phát mãnh liệt, cho dù là Kim Chiến Dịch không muốn phân tranh, hắn cũng không quý định bỏ qua dịp này. Cảm thụ được chiến ý mãnh liệt từ Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch cũng đồng thời bộc phát cường đại chiến ý. Kim Chiến Dịch tu luyện công pháp mà chỉ trong chiến đấu mới có thể đột phá. Lúc này mặc dù liên thủ cùng Hạ Nhất Minh truy đuổi kẻ thần bí kia, tuy không ra tay nhưng vẫn ngầm cạnh tranh với nhau. Bởi vậy cả hai đều dốc toàn lực, không chút lơ là chủ quan. Bọn họ hai người đồng thời đưa tay ra, chân khí cường đại vận lên trong lòng bàn tay. Sau khi khoảng cách với kẻ thần bí kia đã được rút ngắn, cánh tay bọn họ tùy thời như có thể nắm giữ kẻ kia. Hai người dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, cả hai đồng thời đưa tay ra muốn bắt lấy kẻ kia vào tay mình. Nhưng đồng tử của hai người nhất thời co rút lại, bởi vì bọn họ đồng thời phát hiện khoảng cách giữa cánh tay mình với kẻ kia không phải càng gần mà là càng lúc càng được kéo dài ra. Mắt thấy sắp khoảng cách với người kia chỉ còn một trượng, không ngờ trong nháy mắt đã tăng hơn 10 trượng. Bàn tay hai người dĩ nhiên chụp vào khoảng không, còn người kia dĩ nhiên đã cách xa bọn họ. Thì ra tu vi người kia cũng vô cùng giận người, chỉ ít là không thua kém hai người bọn họ. Bất quá ánh mắt hai người xuất hiện vẻ vui sướng. Phải thế chứ, nếu không chẳng phải là quá dễ dàng sao? Hạ Nhất Minh khẽ động, quanh thân thể đã xuất hiện một cơn gió. Trong bát hắn lúc này cả thiên địa chỉ có hai màu đen trắng. Trong thế giới này, Hạ Nhất Minh như thấy được một thông đạo kỳ dị. Thông đạo này như kinh mạch trong thế giới này, nó nối thẳng tắp từ hắn tới kẻ thần bí kia. Tiếp đó hắn lại một lần nữa biến mất. Khi cơn gió bắt đầu lượn quanh thân thể Hạ Nhất Minh, dưới chân Kim Chiến Dịch sắc vàng càng thêm đậm. Từng bước Kim Chiến Dịch bước ra, phảng phất mặt đất dài vô hạn nhưng ngắn lại. Mỗi khi sắc vàng lóe lên, gã với tốc độ không chút nào kém hơn đuổi sát thân ảnh kẻ thần bí kia. Vạn dặm điệp trùng, chỉ xích thiên nhai. Linh tiêu bảo điện thổ hệ mật thuật đã được Kim Chiến Dịch thuần thục sử dụng. Khi Hạ Nhất Minh tiến tới sát đạo thân ảnh kia, đôi tay hắn hơi run lên, lập tức xác định Kim Chiến Dịch cũng đã xuất hiện phía sau. Hai người đồng thời xuất phát, đồng thời truy đuổi, đồng thời sử dụng công pháp cường đại nhất, nhưng không cách nào phân định hơn thua. Ánh mắt quan sát đối phương lần này đã lần thứ 4. Ngoài trừ ý chí chiến đấu, hai người bọn họ cũng không chút nào che giấu vẻ khâm phục cùng tán thưởng. Nhưng không chờ bọn họ thu hồi ánh mắt, sắc mặt cả hai đã đồng thời biến đổi. Kẻ thần bí phía trước giống như không khí vậy, không biết gã thi triển công pháp gì, trong nháy mắt đã lại thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Tới lúc này, vẻ mặt cả hai đều có chút khó coi. Khoảng cách với kẻ kia không chút nào thay đổi, đây chẳng phải chiêu ngươi bọn họ sao? Hai người không chút nào yếu thế, chân khí lần thứ 3 vận lên lập tức đuổi theo. Nhưng lúc này, thân ảnh phía trước đột nhiên vòng ra sau một khối đá lớn. Ánh mắt hai người Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trước khi vòng ra sau khối đá, rõ ràng chỉ là một người, nhưng lúc này xuất hiện sau khối đá rõ ràng là hai người. Không phải ảo ảnh, không phải tàn ảnh, mà chân chính là hai người. Một cỗ hàn khí xuất hiện đồng thời trong tâm khảm hai người Hạ Nhất Minh. Với nhãn lực của bọn họ, vậy mà không phát hiện được điểm lạ thường này. Mà dù không cách nào quan sát diện mạo của hai người kia, nhưng qua hình dáng bên ngoài, hai người này cũng không có điểm nào khác biệt. Từ dáng người tới cách phục sức đều giống nhau như đúc, dường như từ một khuôn mẫu mà đúc thành. Sau khi xuất hiện, hai người này chia ra một trái một phải đồng thời chạy đi. Trong giây lát đó, hai người Hạ Nhất Minh cũng xuất hiện bên cạnh khối đá này. Hai người Hạ Nhất Minh dĩ nhiên cũng tách ra, sau khi vòng qua khối đá lập tức quan sát xung quanh. Không nói chuyện với nhau, nhưng bọn họ đồng thời chia ra một trái một phải đuổi theo. Trong đầu bọn họ đều có chung một suy nghĩ, cho dù thế nào cũng phải đuổi được những người kia, bất luận thế nào cũng không được thua đối phương. Gió lại nổi lên, sắc vàng cũng thêm rực rỡ. Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch lần nữa biến mất khỏi nơi này. Thân thể Hạ Nhất Minh như chớp đã một lần nữa biến mất tại chỗ, bất chợt xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Lúc này đây hắn sớm đã có chuẩn bị. Thân hình vừa xuất hiện lập tức đánh ra một trường. Một cỗ chân khí đỏ rực ngưng tụ được phong lực lượng trên thân thể Hạ Nhất Minh dẫn dắt lúc này như một đầu hỏa long. Một trường cường đại này không phải bởi phong hỏa kết hợp mà là ở chỗ được phong lực lượng tác động khiến hỏa lực lượng phát ra vô cùng mau lẹ. Với tốc độ được phong lực lượng gia trì, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng
cũng chưa chắc đã có thể tránh được một trường này. Cơ hồ ngay khi Hạ Nhất Minh hiện thân, phong hỏa trường này cũng lập tức bắn thẳng tới kẻ thần bí kia. Quả nhiên, ngay cả với năng lực của kẻ thần bí kia cũng không ngờ được rằng Hạ Nhất Minh với phong lực lượng có thể nắm giữ sâu sắc tới vậy. Phong chi lực cường đại thôi bùng hỏa trường, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể gã. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng mừng rỡ, chiến kỹ này quả thực có tác dụng. Hạ Nhất Minh sở dĩ tung toàn lực đối phó, bởi hắn biết phải nhanh chóng khống chế kẻ này, sau đó còn phải đuổi theo Kim Chiến Dịch trước khi trở lại tòa lầu dành cho Linh Tiêu Bảo Điện. Cho dù không thể đuổi theo Kim Chiến Dịch, cũng tuyệt đối không thể thua kém hắn. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh nắm chắc 10 phần. Có lẽ phong hỏa trường này không đủ sức làm bị thương gã kia, nhưng khẳng định có thể ngăn cản gã trong giây lát. Chỉ cần gã kia dừng lại trong nháy mắt thì ngũ hành hoàn sẽ không rảnh rỗi. Sau khi chứng kiến thân pháp của đối phương, Hạ Nhất Minh đối với gã này đã vô cùng coi trọng. Thậm chí không có Kim Chiến Dịch ở đây, hắn sau khi xuất ra phong hỏa trường đã lập tức lấy ra ngũ hành hoàn. Nhưng khiến Hạ Nhất Minh giật mình hơn, phong hỏa trường mặc dù bao trùm lấy kẻ thần bí kia, nhưng trước sau không thể tiếp xúc cùng thân thể gã. Thân thể người này chớp mắt đã xuất hiện một tầng hơi nước. Một tầng hơi nước màu đen này giống như hoắc thủy trong truyền thuyết, chỉ cần là vật có trọng lượng, ngay cả một chiếc lông cũng bị chìm trong nó. Trong nháy mắt, phong hỏa trường tiếp xúc với tầng hơi nước này liền biến mất vô tung, thậm chí khiến quần áo gã kia hư hỏng một chút cũng không làm được. Sau đó, người này lập tức bước tới, thoáng cái, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Sau ba nhịp lên xuống, thân thể gã như được kích thích, hai chân giống như bước ở trên phong hỏa luân cứ như thế trượt đi. Dưới chân rõ ràng là sơn đạo gập ghềnh, nhưng hai chân người này vừa bước tới, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo dài ra hơn 10 trượng. Hạ Nhất Minh rùng mình, trái tim hắn lạnh như băng. Thực lực người kia quả thực cao thâm khó lường, đối với thủy hệ lực lượng thấu hiểu đã đạt tới cảnh giới kinh người. Tầng hơi nước màu xanh đen xuất hiện, Hạ Nhất Minh đã biết người này khẳng định đã ngưng tụ được thủy chi hoa. Không những thế, còn là một vị siêu cấp cao thủ nắm giữ thủy hệ lực lượng, đạt tới cảnh giới cao thâm khó lường. Nếu không phải như vậy, người này không có khả năng làm tiêu tán hoàn toàn phong hỏa lực lượng của Hạ Nhất Minh hắn. Về phần thân pháp quỷ dị của người này, từ trước tới giờ Hạ Nhất Minh chưa từng gặp qua. Nhưng hắn có thể khẳng định thân pháp người này cực nhanh, cũng không kém chút nào so với bản thân hắn. Đương nhiên, thấy được thân pháp này, Hạ Nhất Minh cảm thấy mình truy đuổi nhầm đối tượng. Người này so với kẻ thần bí lúc đầu mà dù hình dáng tương tự, nhưng dù sao cũng không phải là một. Bất quá trên thiên chỉ, khi nào lại có thể xuất hiện hai nhân vật lợi hại tới vậy chứ? Trong lòng Hạ Nhất Minh vốn nghĩ, người này cũng là một nhất đường thiên cường giả, nhưng lúc này hắn hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ đó. Bởi vì những người này cơ bản không có khả năng ngang hàng với hắn cùng với Kim Chiến Dịch. Trong đầu Hạ Nhất Minh bất chợt xuất hiện ý nghĩ, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng trên lưng. Ý nghĩ trong đầu lướt qua, hắn càng lúc càng thêm khẳng định. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh tiếp tục truy đuổi. Bất quá lúc này, hắn thành thục đuổi theo, chứ không thi triển bất cứ phong hệ tuyệt kỹ nào. Người phía trước mặc dù không quay đầu lại, nhưng dường như đối với động tác của Hạ Nhất Minh gã vô cùng rõ ràng. Nếu Hạ Nhất Minh chỉ muốn sử dụng thân pháp bình thường truy đuổi, gã sẽ bảo trì tốc độ này. Hai người cứ như vậy một trước một sau chạy đi. Sau khi qua vài đỉnh núi, kẻ thần bí này mới dừng lại. Hạ Nhất Minh lập tức chỉ hoãn tốc độ, sau khi đi tới gần người kia chừng 10 thước thì sau đó dừng lại. Nhìn thấy người kia chủ động dừng lại, Hạ Nhất Minh càng khẳng định suy nghĩ ban nãy của hắn. Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu nói: "Vãn bối Hoành Sơn Nhất Mạch Hạ Nhất Minh bái kiến tôn giả đại nhân." Một âm thanh bình thản vang lên: "Ngươi biết ta sao?" "Vãn bối chưa từng bái phòng tiền bối, chỉ biết tiền bối hẳn là một trong những thiên chỉ tôn giả." Mặc dù giờ phút này thực lực của Hạ Nhất Minh đã đạt tới tam hoa cảnh giới, có thể dễ dàng nắm giữ thiên địa lực lượng, nhưng trước với vị tôn giả trước mặt, hắn không dám có một chút lỗ mãng. Người này rốt cuộc cũng quay người lại, rõ ràng là một lão đầu thân thể gầy gò, trên mặt luôn nở nụ cười khiến người khác cảm thấy an tâm. Lão nhìn Hạ Nhất Minh, chậm rãi gật đầu nói: "Ngươi làm sao biết được?" Hạ Nhất Minh âm thanh thở phào một hơi, vì tiền bối này xem ra cũng không khó nói chuyện. Nếu như gặp phải người có tính tình cổ quái, có lẽ tính mạng được bảo toàn nhưng không khỏi bị đánh một trận. "Tiền bối, ngài xuất hiện trên thiên chỉ chủ phong, nếu như không phải thiên chỉ tôn giả, chỉ sợ ngay cả leo lên chủ phong cũng không có cơ hội." Lão nhân lúc đầu ngẩn ra, sau đó lập tức cười to nói: "Không sai,
sơ hở rõ ràng như vậy mà lão phu không nghĩ ra. Ôi, hơn 10 năm bế quan, suy nghĩ không ngờ chậm chạp như vậy. Hàn Nhất Minh lặng lặng nghe tiếng cười của đối phương. Hắn cảm nhận được mỗi lời mỗi chữ của vị tôn giả này khiến cho hắn có cảm giác khác thường. Trong cảm giác của hắn, dường như đối phương nói ra mỗi chữ đều tràn ngập lực lượng, chính là lực lượng ngưng tụ bởi thiên địa chi lực. Bình thường, tiên thiên cường giả hấp thu cùng ngưng luyện thiên địa chi lực hoàn toàn khác nhau. Đối với cấp độ tôn giả mà nói, có lẽ đã thông qua một phương pháp nào đó mà trực tiếp ngưng tụ để sử dụng. Đây chính là nguyên nhân mà Hạ Nhất Minh có thể sử dụng toàn địa chi thuật cùng với thuấn gì. Bất quá, xem ra phương pháp sử dụng thiên địa chi lực của lão nhân này quả thực đáng sợ. Khiến thiên địa chi lực thẩm thấu vào mỗi tấc da thịt, hòa vào từng âm thanh phát ra. Hạ Nhất Minh chợt hiểu, có lẽ đây mới chính là tôn giả cảnh giới. Hạ Nhất Minh, tiểu tử ngươi quả thật không tồi. Không tồi, lão nhân đột nhiên nói. Hạ Nhất Minh giật mình, mà dù không biết vì sao vị tôn giả này lại động viên hắn, nhưng sau khi trêu đùa còn nhận được khích lệ, quả thực tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đa tạ tiền bối quá khen, Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu nói. Lão nhân tùy ý vùng tay, một cỗ chân khí như thực thể đã đỡ lấy thân thể Hạ Nhất Minh đang cúi xuống. Tiếp xúc với cỗ chân khí này, Hạ Nhất Minh trong lòng rúng động không thôi. Mặc dù cỗ chân khí này cũng giống như băng hệ chân khí, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khiến thân thể hắn vô thức run lên. Lực lượng này giống như đại dương mênh mông. Hạ Nhất Minh cảm thấy bản thân hắn giống như con thuyền, bất luận có dương cánh buồm lớn cỡ nào cũng không thể vượt qua đại dương vô cùng vô tận này. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, hắn mạnh mẽ áp chế cảm giác trong lòng lúc này. Đây là lực lượng của tôn giả, được tôn giả không hề giữ lại mà toàn bộ phát ra ngay trước mặt hắn. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được tam hoa cảnh giới cùng với tôn giả cảnh giới chênh lệch lớn như thế nào. Đây không chỉ là chênh lệch về chất mà còn chênh lệch về lượng, bởi vậy cả hai khía cạnh càng khiến cho chênh lệch thêm rõ ràng. Có chút cười khổ, Hạ Nhất Minh quan sát kỹ đối phương. Hắn cũng không biết vì sao vị tôn giả này lại hoàn toàn bộc phát lực lượng khổng lồ này trước mặt mình. Chẳng lẽ vị tôn giả này đang đả kích sự tin tưởng của Hạ Nhất Minh hắn, khiến bản thân hắn không thể tu đỉnh thành công. Nghĩ tới điều này, ánh mắt mê man của Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên kiên định. Ánh mắt lợi hại tràn đầy ý chí đón nhận cái nhìn của vị tôn giả kia. Lão tôn giả khẽ gật đầu, trên mặt đầy vẻ hài lòng nói. Hoành Sơn nhất mạch có người nối nghiệp, mấy lão bằng hữu cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Lão cất cao giọng, nếu kiên trì, trong vòng 10 năm ngươi có thể tu đỉnh thành công. Chân mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại. Mặc dù hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của bản thân, nhưng được một vị tôn giả khen ngợi, trong lòng hắn cũng có đôi chút kích động. Không biết tiền bối xưng hô ra sao, Hạ Nhất Minh không ngời nói. Lão phu Hòa Dần, tôn giả chủ phòng. Lão nhân vứt râu cười nói. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, tiền bối dẫn vãn bối tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Kỳ thực cũng không có gì, lão phu biết ngươi cùng Kim chiến dịch tất sẽ đánh một trận, nhưng lão phu hy vọng ngươi có thể tạm thời gác lại trận đấu này. Hòa Dân nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh khẽ nhăn mày, hắn không lý giải được tại sao. Hòa Dân than nhẹ một tiếng nói, ngươi sau khi đánh bại Hùng Vô Cực đã là ngọn cờ đầu của cả Tây Bắc, cũng giống như Kim chiến dịch đại biểu cho Đại Thân Đế Quốc. Hai người các ngươi đều là đệ nhất nhân dưới tôn giả, chỉ được thắng không thể bại. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, muốn nói nhưng lại thôi. Hòa Dân lại lắc đầu nói, ngươi bây giờ hắn đã hiểu rồi chứ? Ngươi không chỉ đại biểu cho bản thân hay Hoành Sơn nhất mạch, thậm chí không phải cho Thiên Chỉ Sơn mà cho cả Tây Bắc nữa. Bởi vậy ngươi không thể bại. Âm thanh mang đầy lực lượng phảng phất trong không gian, mỗi một chữ đều như ngàn cân đè nặng trong lòng Hạ Nhất Minh. Ánh mắt hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mờ mịt, cuối cùng trở nên vô cùng kiên định. Trên mặt hắn lúc này xuất hiện nụ cười, chậm rãi nói, tiền bối, ngài vì lo lắng điều này nên mới cố ý tách hai người vãn bối ra. Không sai, ngươi vừa mới cảm ngộ ngưng tụ được tam hòa, muốn cùng Kim chiến dịch giao thủ chỉ ít có phải đợi củng cố xong tam hòa hình thành đỉnh thế mới có thể thả tay đánh một trận với hắn. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng nói, tiền bối, ngài không ngại nói thẳng như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự tin tưởng của vãn bối sao? Hai người thực lực tương đương giao đấu, nếu một bên tự tin không đủ như vậy không cần phải đánh tiếp nữa. Hòa Dân cười cười nói, sự tin tưởng của ngươi bị ảnh hưởng rồi sao? Hạ Nhất Minh tươi cười nói, không có. Khi hắn vừa nói những lời này
vẻ mặt không chút suy nghĩ, giống như đang nói tới một chuyện không chút nào quan trọng vậy. Hòa Dân hài lòng gật đầu. Nhìn được thái độ lãnh đạm này của Hạ Nhất Minh, lão biết Hạ Nhất Minh cũng không để chuyện này trong lòng. Nếu trong lòng không có chút nào để ý, lẽ nào sự tự tin lại ảnh hưởng đây? Kim Chiến Dịch Tây Đại Thần uy danh hiển hách, là nhân vật ngàn năm có một tại Linh Tiêu Bảo Điện. Với thiên phú của hắn, ngày sau ắt sẽ không thể hạn được. Hòa Dân trầm giọng nói, am hiểu nhất chính là thổ kim thủy tam hệ công pháp, trong đó kim hệ công pháp là am hiểu nhất. Chân mày Hạ Nhất Minh khẽ động. Hắn biết Hòa Dân nói những lời này kỳ thực là đang nhắc nhở mình về những ưu điểm của Kim Chiến Dịch. Đối với Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh vốn không biết nhiều, ngoài trừ cảm nhận được sự cường đại của gã, ngoài ra không biết chút gì. Mặc dù khi đuổi theo Thiên Chỉ Tôn giả, đối với thân pháp của Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh cũng chứng kiến qua, nhưng cơ bản vẫn rất mù mờ về người này. Hòa Dân mặc dù chỉ nói vài câu, nhưng Hạ Nhất Minh trong lòng đã hình thành một hình ảnh rõ ràng. Hạ Nhất Minh, sau khi củng cố cảnh giới, người có thể thẳng tay đánh với Kim Chiến Dịch một trận, đối với người mà nói cũng là một chuyện tốt. Hòa Dân lại mở miệng nói. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, tiền bối, cao thủ đồng giai giao thủ ít nhiều cũng có chỗ tốt chưa? Hòa Dân trên mặt xuất hiện vẻ phức tạp, lão khẽ thở dài. Lão phu nghe ngào huynh nói qua, người kim tu ngũ hành lại có được ngũ hành hoàn. Mặc dù ngay lúc này đang ngưng tụ được tam hoa, nhưng lão phu hy vọng người có thể tạm hoãn tụ đỉnh lại. Hạ Nhất Minh nghe được những lời này trong lòng mâu thuẫn tới cực điểm. Sau khi đem tụ đỉnh thành công, thực lực bản thân sẽ theo đó nhảy vọt, cũng đại biểu cho việc từ đó về sau hắn chính thức bước vào cao thủ đỉnh cấp trên thế giới. Khi đó cùng với Kim Chiến Dịch giao đấu, kết quả có thể biết trước. Nhưng trong tam hoa mà Hạ Nhất Minh ngưng luyện có một đóa phong chi hoa. Đóa hoa này không thuộc về ngũ hành, nếu sử dụng tụ đỉnh sẽ ảnh hưởng tới việc phát huy toàn bộ uy lực của ngũ hành hoàn. Suy nghĩ trong chốc lát, Hạ Nhất Minh nói, tiền bối, kỳ thực việc ngưng tụ ra ba đóa hoa còn lại, vạn bối cũng không tuyệt đối nắm chắc. Ngươi lúc này đã có hỏa thổ chi hoa, mà thổ có thể sinh kim. Ngươi kế tiếp nên nghiên cứu kim hệ công pháp, có lẽ ngươi sẽ tiếp tục có đột phá. Hỏa Dân khẽ lắc đầu nói, Kim Chấn Dịch am hiểu nhất chính là kim hệ công pháp. Kim hệ khí thế mạnh mẽ, đặc biệt hắn xuất ra, cơ hội đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Khi ngươi cùng hắn đánh một trận, nên có cố gắng học hỏi, đây chính là một cơ hội tốt. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, thậm chí hắn còn xuất hiện cảm giác muốn thử nghiệm ngay. Hòa Dân từ trên người lấy ra một quyển bí tịch tiện tay ném đi. Hạ Nhất Minh tiếp lấy, hắn đọc được phía trên hàng chữ, kim hệ công pháp tu luyện tâm đắc. Hạ Nhất Minh giật mình, loại tâm đắc này hắn đã đọc qua không ít, đặc biệt tại tổ sư đường trên Hoành Sơn có không ít những ghi chép loại này. Bất quá người ta đưa tới là có ý tốt, hắn dĩ nhiên không có ngu ngốc tới mức khiến đối phương khó chịu. Nhẹ nhàng khai mở, Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn xuống. Chậm rãi, ánh mắt của hắn dần trở nên ngưng trọng, chỉ trong thoáng chốc đã tràn ngập kinh hỉ. Hạ Nhất Minh không biết người viết ra bí tịch này là ai, nhưng hắn có thể khẳng định đó chính là một vị tôn giả kim tu hỏa thổ kim tam hệ. Với cường giả ngưng tụ tam hoa, kim hệ vốn rất ít ỏi. Ngay cả Hoành Sơn nhất mạch có được 3 vị tụ định cường giả, nhưng không ai tu luyện kim hệ trong 3 loại thuộc tính công pháp. Về phần nhất đường thiên cường giả, mặc dù cũng có người tu luyện kim hệ công pháp, nhưng đối với cảm ngộ về kim hệ, sao có thể sánh cùng tam hoa tụ đỉnh tôn giả. Bí tịch này đối với Hạ Nhất Minh tuyệt đối là một báu vật vô giá. Trong miệng khẽ lẩm nhẩm gì đó, Hạ Nhất Minh thậm chí còn không tự chủ được muốn thử một chút. Sau một lát, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nơi này không phải là nơi thích hợp cho việc nghiên cứu vũ khí. Ngẩng đầu nhìn được vẻ mặt tán thưởng của Hòa Dân, hiển nhiên lão đối với hành động vừa rồi của Hạ Nhất Minh không chút bất mãn nào. Vạn bối nhất thời mê mẩn, xin tiền bối thứ lỗi. Hạ Nhất Minh âm thầm thở dài nhưng vẫn cung kính nói. Hòa Dân khoát tay áo cười nói, lão phu và ngươi đều là kẻ tu luyện, một lòng hướng tới võ đạo, đó cũng là gốc rễ của sự thành công. Lão phu nếu vì thế mà trách cứ ngươi, chẳng phải là tự đánh mất thể diện của mình sao? Dừng lại một chút, ánh mắt lão đầy hào cảm nhìn Hạ Nhất Minh nói, lão phu nghe nói ngươi sử dụng kim hệ tiên thiên chiến ký, nhưng lại có thể phát ra không gian trói buộc. Bởi vậy lão phu không cho ngươi bí tịch chiến ký, mà đưa cho ngươi nghiên cứu tâm đắc của các tôn giả về phương diện này, hy vọng nó đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu nói, đa tạ ý tốt của tiền bối, vạn bối vô cùng cảm kích. Những lời này của Hạ Nhất Minh quả thực phát ra từ tận đáy lòng.
Lúc này hắn đã ngưng luyện thành công hỏa thổ nhị hoa. Theo thuyết tương sinh, bước tiếp theo dĩ nhiên thường ngưng luyện kim chi hoa. Bí tịch kim hệ tâm đắc của tôn giả tam hệ đối với hạ nhất mình quả thực vô cùng giá trị. Đối phương lần đầu gặp mặt đã tặng lễ vật quý giá như vậy. Mặc dù hạ nhất minh biết lão vì lo lắng kết quả trận đấu với kim chiến dịch nên mới xuất ra phần lễ vật này, nhưng hắn cũng vô cùng cảm kích. Hỏa dân cười ha hả nói, lão phu đã nói xong, việc sau này thế nào phải xem thành tựu của chính ngươi rồi. Trong đầu hạ nhất minh đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, hắn lập tức hỏi, hỏa tiền bối, kim chiến dịch đuổi theo vị kia hẳn sẽ không thành công chứ? Trong mắt hỏa dân xuất hiện vẻ ngạo nghễ nói, ngươi yên tâm, cho dù đuổi tới chân trời hắn cũng đừng mong bắt được. Nghe những lời quả quyết này, hạ nhất minh nhất thời hiểu được người kim chiến dịch đuổi theo hẳn cũng là một vị tôn giả cường đại. Khi nghĩ tới kim chiến dịch truy đuổi nhân vật này, hạ nhất minh tự nhiên xuất hiện cảm giác dở khóc dở cười. Nếu để kim chiến dịch biết thân phận người gã đuổi theo, chỉ sợ gã đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Hỏa dân xoay người vung tay áo muốn rời đi, nhưng đột nhiên ánh mắt lão dường như phát hiện ra gì đó, trong lòng lão không khỏi hoảng hốt, thân thể nháy mắt dừng lại. Với thực lực của hỏa dân chân chính đứng đầu đám tôn giả, nhưng không ngờ có người vô thanh vô tức tới nơi này. Nếu không phải vừa rồi ánh mắt quét qua, lão thậm chí còn không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Trong nhất thời, vị lão nhân này ngoài khiếp sợ còn vô cùng phẫn nộ. Lão hừ lạnh một tiếng, hai chân nháy mắt như ghim chặt xuống đất, âm thanh phát ra từ kẽ rằng, đi ra. Hạ Nhất Minh giật mình, hai tay run lên nhưng không phát hiện bất cứ âm thanh nào. Hắn như phát ngốc nhìn hỏa dân, trong lòng vô cùng kính nể. Thật không hổ là tôn giả, không ngờ có thể phát hiện ra kẻ địch ẩn núp kỹ như thế. Nhưng sau một trận gió thổi qua, ngoài âm thanh lá cây xào xạc cũng không có bất cứ động tĩnh lạ thường nào. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Bất quá với thân phận của lão nhân, trước mặt lẽ nào lại ăn nói ba hoa. Sắc mặt hỏa dân dần chuyển sang xanh ngắt, lão cười hắc hắc một tiếng nói, nếu các hạ không phân biệt tốt xấu, lão phu đành phải tự mình ra tay vậy. Khi Hạ Nhất Minh nghe được những lời này của hỏa dân, trong lòng hắn không khỏi ớn lạnh. Hình ảnh lão nhân dễ gần trong lòng hắn bỗng chốc biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Nếu như chỉ nghe giọng nói, thậm chí Hạ Nhất Minh còn liên tưởng tới gã sát thủ kinh khủng ngày trước Tư Mã Âm. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới biết, vì tôn giả này cũng chẳng phải người thiện lương gì. Bất quá hôm nay bản thân hắn đại biểu cho thiên chỉ, thậm chí là cả Tây Bắc, nên mới được vài phần coi trọng của lão nhân mà thôi. Hỏa dân vung tay lên, một đạo quang mang như tia chớp vẽ trên không trung, xuyên qua một thân cây đại thụ, sau đó bạo phát ra. Đây vốn là thủy lực lượng, không ngờ được hỏa dân xúc áp thành một mũi tên nước. Hơn nữa trong mũi tên này còn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Hạ Nhất Minh cảm thấy đây mới chân chính là lực lượng. Mà hỏa dân có thể làm được điều này, có thể thấy được trình độ của lão tới đâu. Chẳng qua sau khi xuyên thủng đại thụ, ngoài âm thanh mũi tên bạo liệt cũng không có bất cứ động tĩnh nào khác. Trên mặt hỏa dân xuất hiện vẻ khó tin, thân hình lão chấp động đã xuất hiện bên cạnh gốc cây đại thụ kia. Ngay cả với định lực của lão lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Trước mặt lão, trên mặt đất ngoài trừ dấu vết bạo liệt của thủy tiễn ra, không còn bất cứ dấu vết nào khác. Lúc này lão mới biết, thì ra bản thân đã nhìn lầm rồi. Tới lúc này, hỏa dân tin tưởng rằng lão đã nhìn lầm, bởi không ai có thể dưới sự chú ý của lão mà vô thanh vô tức rời đi. Hạ Nhất Minh sau khi tới gần gốc cây đại thụ, ánh mắt đảo một vòng, bên trong không dấu vẻ hoài nghi. Hỏa dân mặc dù sống mấy trăm tuổi, da mặt đã dày, nhưng tưởng thành lúc này cũng có đôi chút xấu hổ. Lão cười ha ha nói, lão phu vừa rồi nhìn lầm, Hạ Nhất Minh lần sau gặp lại. Lời còn chưa dứt, thân thể lão đã lập tức biến mất trên sơn đạo gập ghềnh, không chút tung tích. Quan sát mặt đất hồi lâu, Hạ Nhất Minh khẽ cau mày. Với thực lực lão nhân này mà cũng có lúc nhìn lầm, đây quả là việc khó tin. Trên thực tế, Hạ Nhất Minh cũng không biết, nếu như không phải có hắn ở nơi này, hỏa dân có lẽ chưa từ bỏ ý định tìm kiếm cẩn thận thêm một lần nữa. Nhưng bởi vì có Hạ Nhất Minh đứng đây, nên lão dĩ nhiên không thể mất mặt ở lại tìm kiếm được. Một lát sau, hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng lên. Mặc dù hắn không phát hiện điểm đặc biệt nào ở nơi này, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Loại cảm giác này thậm chí còn khiến hắn cảm thấy có mối liên hệ máu mủ tương thông. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh lặng lặng cảm nhận. Không biết bao lâu sau, hắn rốt cuộc cũng mở mắt. Trong đôi mắt lúc này lóe lên một tia khác thường, vẻ mặt tươi cười cổ quái tới cực điểm. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói, Bách huynh là ngươi sao? Mau ra đi.
Sau khi hắn nói những lời này, mặt đất bỗng xuất hiện dị biến. Một tầng chất lỏng màu bạc bao phủ trên mặt đất đột nhiên chậm rãi chuyển động dựng lên, trong chốc lát đã biến thành hình dạng bách linh bát. Hà Nhất Minh sờ sờ mũi, trong lòng vô cùng đắc ý. Hòa Dân mặc dù phát hiện ra một chút tung tích của bách linh bát, nhưng căn bản không nghĩ được trên thế giới này có người thần kỳ như vậy tồn tại, nên cuối cùng không tìm được gì mà rời đi. Có thể tránh né được tai mắt của hai người Hạ Nhất Minh, có thể nói thực lực của bách linh bát không phải dậm chân tại chỗ. Đưa cho gã nhiều năng lượng thạch như vậy cũng không có uổng phí. Bách huynh, ngươi tới nơi này làm gì? Ta phát hiện ngươi gặp nguy hiểm, bách linh bát trầm giọng nói. Ngươi vẫn đi theo chúng ta sao? Hà Nhất Minh tò mò hỏi. Bọn họ vài người đuổi bắt, trong lúc di chuyển không ngừng quan sát xung quanh. Nếu như vậy mà vẫn để người khác theo sát còn không phát hiện ra, quả thực là khó tin. Bách linh bát khẽ lắc đầu nói. Ta lúc cuối theo chân ngươi mà tới, vừa tới đây đã bị người kia phát hiện. Hà Nhất Minh trong lòng chấn động, kinh ngạc hỏi. Ngươi để lại dấu hiệu trên người ta sao? Bách linh bát không có chút xấu hổ nào, thản nhiên nói. Đương nhiên, ta muốn đảm bảo sự an toàn của ngươi, nhất định phải nắm rõ hành tung của ngươi. Hà Nhất Minh trừng mắt nhìn gã. Cái gì mà vì sự an toàn nên mới để lại dấu vết, lại còn thái độ kinh ngay không sợ chết đứng. E rằng trong thiên hạ này cũng chỉ có mình gã như thế mà thôi. Bất quá, Hà Nhất Minh cũng chỉ đề cập một lần, sau đó cũng không để vấn đề này trong đầu nữa. Lại đem bí tịch Hòa Dân tặng ra xem. Nếu nơi này đã không còn ai quấy rầy, hơn nữa còn có bách linh bát bên cạnh, Hà Nhất Minh dĩ nhiên hoàn toàn yên tâm. Lúc này, hắn đặt toàn bộ tinh thần vào trong nội dung bí tịch. Tôn giả vốn là cấp bậc đỉnh cao, hiểu biết của bọn họ đối với thế giới này kỳ thực chính là lĩnh ngộ về các loại thuộc tính. Nếu thực lực chênh lệch quá lớn, e rằng chỉ như mỏ mẫm trong đêm tối, cơ bản không có phát hiện gì. Nhưng Hạ Nhất Minh lúc này tu vi đã đạt tới tam hoa, trong đó nhị hoa còn nằm trong ngũ hành thuộc tính. Bởi vậy nội dung của bí tịch này đương nhiên vô cùng quan trọng với hắn. Ánh trăng trên trời đã mờ mịt đi rất nhiều, nhưng điều này dường như không có chút ảnh hưởng tới Hạ Nhất Minh. Trong đêm càng lúc càng đen đặc, cuối cùng một chút ánh sáng còn lại cũng biến mất. Hạ Nhất Minh vận hòa hệ lực lượng, chậm rãi một ngọn lửa chảy sáng trên đầu ngón tay hắn. Mà dù ngọn lửa này không lớn, nhưng ánh sáng của nó cũng đủ để Hạ Nhất Minh quan sát rõ ràng nội dung bí tịch này. Chậm rãi, phía chân trời xa xa xuất hiện ánh bình minh. Khi tia sáng đầu tiên chiếu lên mặt Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn đột nhiên như bừng tỉnh. Ngẩng đầu đón ánh sáng mặt trời chiếu rọi, Hà Nhất Minh hào khí trong lòng bốc lên vạn trượng. Hắn khẽ đưa tay về phía bách linh bát. Ngay lúc này, thân thể bách linh bát nhanh chóng biến hình. Khi hai tay Hạ Nhất Minh chạm vào thân thể gã, bách linh bát đã hoàn toàn biến thành đại khảm đao khủng bố. Chân khí vô cùng vô tận chuyển từ thân thể Hạ Nhất Minh tới đại khảm đao. Lực lượng này không phải là phong hỏa hệ lực lượng, không phải là thổ lực lượng, mà đích thực là kim hệ lực lượng. Sau khi có được ngũ hành hoàn, Hà Nhất Minh đã cân bằng được ngũ hành lực lượng ở trong thân thể hắn. Chân khí trong đan điền cũng được hắn phân chia thành 5 phần bằng nhau. Cho dù khi hắn thành công ngưng tụ thổ chi hoa, điều này cũng không từng thay đổi. Thổ hệ lực lượng cũng giống như thủy hệ lực lượng, đều có tính chất đặc biệt là có thể dung nạp mọi thứ. Nhưng kim hệ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đặc tính lớn nhất của kim hệ lực lượng chính là bất luận thứ gì ngăn cản đều bị nó chém vụn. Trong ngũ hành, kim hệ đứng đầu. Nó đại biểu cho sắc bén cùng giết chóc. Không gì không phá, khi thế không gì sánh nổi, ngay cả thiên quân vạn mã cũng không hơn được. Đây là Hạ Nhất Minh từ trong bí tịch vừa lĩnh ngộ được. Sau khi hắn thấm nhuần tư tưởng này, khi thế đã theo đó bạo phát hành động. Cảm xúc của hắn lúc này khó có thể kiểm chế. Dường như cảm nhận được biến hóa trong nội tâm Hạ Nhất Minh, bách linh bát nháy mắt đã biến hình thành đại khảm đao, tùy ý để Hạ Nhất Minh phóng xuất toàn bộ lĩnh ngộ của hắn. Một đao bình thường phát ra, đây chính là khai sơn tam thập lục thức, thức thứ đầu tiên. Một đạo bổ ra nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng trong không khí đột nhiên xuất hiện âm thanh bạo nổ. Một đạo này căn bản dường như không phải hư vô như không khí, mà như một bức tường chân thật, thậm chí còn xuất hiện âm thanh vang rồi. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh không có nửa điểm biến đổi, mặc dù hắn cũng không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi còn như khi cầm bí tịch trong tay, nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau một đao lại là một đao, khai sơn tam thập lục thức, thức thứ hai. Một đao này cũng không nhanh, nhưng khi xuất ra, lưỡi đao đột nhiên chậm lại như ngưng tụ ngàn cân lực lượng. Mà ở phía trước lưỡi đao, không gian như ngưng kết lại, khiến Hạ Nhất Minh mặc dù ngưng tụ toàn bộ lực lượng phát ra một đao này,
nhưng không cách nào bổ xuống. Âm thanh kỳ dị không ngừng vang lên, Hà Nhất Minh rốt cuộc cũng bổ xuống một đao. Mồ hôi chảy ra như tắm trên thân thể hắn. Với thực lực của hắn lúc này, không ngờ thi triển một chiêu cũng phải đổ mồ hôi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ắt hẳn mọi người đều cười nhạt. Nhưng giờ phút này, trên thân thể Hạ Nhất Minh, mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều. Thức thứ 3, thức thứ 4, thức thứ 20. Sau khi thi triển Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 20, thân thể Hạ Nhất Minh đã ướt sũng mồ hôi. Thức thứ 21. Không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ lạ khuếch tán khắp nơi. Khí thế của Hạ Nhất Minh cũng đồng thời ngưng tụ lại. Một đao phát ra, ánh đao lóe sáng, sắc bén vô cùng. Thức thứ 22. Sau khi phát ra một thức này, không gian nhất thời xuất hiện một cỗ năng lượng dao động. Sau đó, không gian bắt đầu ngưng kết như bị lực lượng nào đó cấm chế. Cho dù là cơn gió thổi qua lúc này cũng bị khóa chặt mà ngưng lại. Nếu để Dương Hạo cùng Chu Đại Thiên chứng kiến, khẳng định sẽ nhận ra đây chính là không gian trói buộc. Ngay cả khi Chu Đại Thiên tự bạo tam hoa cũng đừng mong tổn hại mảy may tới nó. Một đao cường đại phát ra, đao mang giờ phút này đột nhiên ngưng tụ lại. Đại khảm đao dài 4 thước không ngờ to ra gấp đôi. Đôi mắt Hạ Nhất Minh như phát sáng, tinh thần của hắn vô cùng hưng phấn. Khi tí toàn thân so với khi sử dụng phiên thiên ấn đánh bại Hồng Vô Cực cũng không chút nào thua kém. Đột nhiên trong rừng cây xuất hiện một người lặng lẽ quan sát Hạ Nhất Minh. Phảng phất như không phát hiện ra người này, đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh tiếp tục run lên. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 23. Đây là một thức hoàn toàn mới. Sau khi Hạ Nhất Minh tìm hiểu nội dung bí tịch mới có thể phát ra một thức này. Một thức này thi triển ra không gian trói buộc, trong nháy mắt để thăng cấp đôi năng lực. Nếu Hồng Vô Cực cùng Hồ Hồng Linh Thú có mặt tại đây, khẳng định bọn họ sẽ phát hiện, cho dù muốn thi triển toàn địa chi thuật cũng không cách nào làm được. Một thức này của Hạ Nhất Minh phát ra, không gian trói buộc không phải từ một hướng, mà là từ 4 phương 8 hướng. Đây mới chân chính là không gian trói buộc mà chỉ có các tôn giả chân chính mới có khả năng nắm giữ. Nhưng Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 23, không ngờ có thể phong xuất thành công. Một âm thanh vô thức từ miệng người đang đứng trong rừng cây phát ra. Khi thấy được một đạo này của Hạ Nhất Minh, ngay cả hắn cũng hưng phấn muốn xông tới đánh một trận. Nhưng giờ phút này, Hạ Nhất Minh dường như biết được. Động tác của hắn vừa chuyển, đại khảm đao phảng phất như có linh hồn, đao mang nhanh tới cực điểm bắn thẳng về phía người nọ. Lúc này trời đã sáng, nhưng ánh đao mang phát ra đủ khiến ánh nắng cũng trở nên ảm đạm. Mang theo khí thế ác liệt, âm thanh xé gió, còn có cả kim hệ lực lượng sắc nhọn, đại đao trong nháy mắt đã xuyên phá tất cả bắn thẳng vào người kia. Dưới đao mang bao trùm là một vị lão nhân. Bắt quá người này so với hòa dân có điểm khác biệt. Vẻ mặt của lão lạnh lẽo như băng, chứ không dễ gần như hòa dân. Dường như khuôn mặt của lão chưa từng xuất hiện nụ cười. Thấy đại đao bắn tới, lão đột nhiên hử lạnh, đưa một tay đẩy mạnh. Không ngờ lão dùng tay không đón đỡ một đao cường đại của Hạ Nhất Minh. Một tiếng nổ vang lên, hai người mạnh mẽ va chạm một chiêu. Trong không trung vang vọng âm thanh bạo liệt. Một trường của lão dân giống như một bức tường lớn, cứ như thế dùng cứng đối cứng với đại đao kinh khủng kia. Nhưng lão chợt hoa mắt lên bởi đao mang sáng ngời đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ngay khi Hạ Nhất Minh kích phát một chiêu này, hắn dĩ nhiên không giữ lại chút lực lượng nào, hoàn toàn thả tay mà phóng thích kim hệ lực lượng như thủy triều trào dâng. Lúc này trong mắt Hạ Nhất Minh đã không còn vẻ nhu thuận. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo ý chí kiên định, dường như đối phương là tử thủ, không chết không thôi. Lão nhân thấy được ánh mắt Hạ Nhất Minh chợt phát hiện điều gì đó. Động tác của lão bỗng nhanh hơn, một trường xuất ra không thu về, mà tinh tế dựng chỉ đánh chết lên sống đại khảm đao. Lão tin tưởng, với chỉ lực này mà dù không thể đánh bay thanh đao, nhưng cũng không để cho thanh đao gây sợ này đụng chạm vào mình. Chẳng qua, ngay khi chỉ lực của lão sắp tiếp xúc với đại khảm đao, bất chợt lão cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Đây là lần đầu tiên sau khi tấn giai tôn giả, giao thủ với người khác mà lão có cảm giác này. Phản ứng cực nhanh, khóe mắt lão liếc nhìn cũng đã thấy được. Không biết từ khi nào đại khảm đao đã linh hoạt biến chuyển. Đối mặt với chỉ lực của lão không phải là sống đao mà chính là lưỡi đao. Mặc dù lão vô cùng tin tưởng thực lực của bản thân, nhưng không ngu ngốc lấy bản thân ra liều mạng. Thu tay về, lập tức lão tránh được va chạm cùng đại khảm đao. Động tác của lão cực nhanh, vận dụng chiêu thức cũng đạt tới sự tinh tế khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt lại xuất chỉ. Nhưng cảm giác cực độ nguy hiểm lại lần nữa xuất hiện. Ánh mắt lão thoáng nhìn đồng tử đã nhất thời ngưng lại. Không biết từ khi nào đại khảm đao đã đối mặt với ngón tay của lão.
Tới tận lúc này lão mới thật sự hoảng sợ, đánh giá về Hạ Nhất Minh càng cao thêm một tầng. Hạ Nhất Minh sử dụng đại khảm đao dài tới 4 thước. Đây là một loại binh khí uy lực tuyệt luân, không thể đón đỡ. Nhưng không ngờ binh khí như vậy lại có thể linh hoạt biến hóa, thậm chí không cần tiếp xúc với đôi tay hắn. Nhưng thanh đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh giống như có linh hồn, lần thứ hai biến hóa, ngay cả lão cũng không cách nào nhìn ra Hạ Nhất Minh làm sao có thể làm được chuyện này. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, bao nhiêu người có thể tin tưởng đây? Lão thầm than một tiếng, lại một lần nữa thu tay về, sau đó đưa tay còn lại ra. Trên một tay này không biết từ đâu xuất hiện một cửu hoàn đại đao. Đao mang như tuyết lặng lẽ chắn trước ngực. Chỉ trong một cái nháy mắt, khí thế trên người lão nhân đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão như biến thành một ngọn núi nguy nga, giống với Hạ Nhất Minh khi thi triển phiên thiên ấn, hoàn toàn dung nhập vào thiên địa. Hai mắt Hạ Nhất Minh chợt bộc phát ý chí mãnh liệt, trong miệng hắn một âm thanh trầm hùng phát ra: "Biến cho ta!" Đại khảm đao lóe sáng, đao mang lại một lần nữa biến đổi điên cuồng. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 23, chậm rãi từ thức thứ nhất thi triển tới thức thứ 23. Uy lực lúc này như thể thác nước trên cao đổ xuống. Một đao này không chỉ ngưng tụ lực lượng còn một thức thứ 23, mà xúc tích lực lượng ngay từ thức đầu tiên tới tận thức thứ 23. Uy lực của 23 thức ngưng tụ lại lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Tình huống này vốn không nên xảy ra, bởi trong thực chiến, trừ khi đối phương vốn ngu ngốc hoặc hai bên thực lực chênh lệch quá nhiều, căn bản không thể tạo ra uy hiếp với Hạ Nhất Minh. Nếu không, hắn tuyệt đối không đủ thời gian để thi triển một chiêu ẩn chứa lực lượng của 23 thức như vậy. Nhưng vừa rồi Hạ Nhất Minh diễn luyện đã đem khí thế đó ngưng tụ lại, 23 thức xúc tích toàn bộ tại một điểm. Vừa đúng lúc lão nhân này xuất hiện, không thể không nói người này vô cùng xui xẻo. So với tự dưng bị tạt nước lạnh, vận khí của lão xem ra còn tốt hơn hẳn. Đối mặt với khí thế cường đại như vậy, vẻ mặt lão nhân rốt cuộc cũng thay đổi. Cửu hoàn đại đao trong tay lão không hề tùy tiện để chắn trước ngực nữa, mà chủ động phóng xuất. Trong không trung, nháy mắt đã cùng với đại khảm đao va chạm cả trăm lần. Cửu hoàn đại đao trong tay lão biến thành vô cùng vô tận đao mang, trong phạm vi nhất định đã hình thành bức tường vững chắc. Chỉ là vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt lão càng lúc càng lộ rõ. Hơn trăm lần va chạm, nhưng không ngờ không làm giảm chút khí thế nào của đại khảm đao. Đại đao kinh khủng kia vẫn mãnh liệt chém tới, như muốn chia lão thành hai nửa mới thôi. Vẻ mặt lão nhân thật sự khó coi, lão hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng không thi triển mật thuật lưỡng bại câu thương, mà bất đắc dĩ dùng lực bay ngược về sau. Một đao của Hạ Nhất Minh mang theo vô cùng vô tận uy lực, rốt cuộc cũng khiến lão nhân kia sợ hãi mà rút lui. Thu lại đại đao, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn bừng tỉnh. Những động tác liên tiếp vừa rồi được hắn vô thức phát ra. Trong khi hắn diễn luyện đao pháp, bất chợt phát hiện ra có người đứng bên dò xét, dĩ nhiên là không chút nào nương tay, muốn chém chết đối phương tại chỗ. Nhưng khi thật sự cùng người này giao đấu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Trong lòng hắn ngoại trừ hưng phấn, kiêu ngạo, còn có thêm cảm giác không yên. Mặc dù không biết thân phận của người trước mặt, nhưng một khi nghĩ tới cửu hoàn đại đao trong tay lão, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Tôn giả, chỉ khi đạt tới cảnh giới này mới có thể dung nhập binh khí và thân thể, sau đó xuất quỷ nhập thần lấy ra. Khi thấy được điều này, Hạ Nhất Minh lá gan có lớn hơn nữa cũng không tiếp tục truy kích. Hơi khom người, Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói: "Hoành Sơn Hạ Nhất Minh bái kiến chủ phong tôn giả đại nhân." Lão nhân sau khi lui lại thoát khỏi phạm vi công kích của Hạ Nhất Minh, vẻ mặt đã đỏ bừng bừng, dường như thẹn quá hóa giận. Nhưng khi nghe được những lời này của Hạ Nhất Minh, lão có chút sửng sốt, sau đó mạnh mẽ đem sự tức giận trong lòng ép xuống. Ánh mắt mạnh mẽ quan sát đại khảm đao trên tay Hạ Nhất Minh, lão đột ngột nói: "Binh khí trên tay ngươi từ đâu mà có?" Mới vừa rồi lão xuất ra hơn 100 đao, với thực lực của bản thân không ngờ không thể đón đỡ một đao kia, thậm chí còn phải rút lui. Ánh mắt lão như điện, lẽ nào không nhìn ra điều đó hoàn toàn là do thanh đại đao này. Hạ Nhất Minh khẽ rùng mình, nhưng vẻ mặt không đổi, cung kính nói: "Thanh đại đao này vãn bối có được từ bảo khố của Hoành Sơn, nó do các vị tiền bối luyện chế thành." Lão nhân khẽ gật đầu. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không có khả năng nói dối trong chuyện này, nhưng lão không dám nghĩ trong Hoành Sơn nhất mạch lại có một vị tiền bối am hiểu luyện khí chi thuật như vậy, không ngờ có thể luyện chế một binh khí kinh khủng nhường này. Bằng vào lực lượng của binh khí này, không ngờ có thể đón đỡ hơn trăm đao toàn lực của lão. Hạ Nhất Minh khẽ liếc trộm lão nhân một cái, đột nhiên nói: "Tiền bối, có phải Kim Chiến Dịch đuổi theo ngài không?" Lão nhân hừ nhẹ một tiếng nói:
Một tiểu tử còn chưa tụ đỉnh, lấy năng lực gì đuổi theo lão phù? Nói tới đây, vẻ mặt chợt đỏ bừng, bị một đao của Hạ Nhất Minh đẩy lùi. Chỉ sợ chuyện này chuyển ra, lão sớm sẽ biến thành trò cười cho mọi người. Lão khoát tay mạnh nói, Kim Chiến Dịch xem chừng đã trở lại rồi, ngươi cũng nên về đi thôi. Hạ Nhất Minh cung kính vâng mệnh. Sau khi hành lễ thật sâu, tay cầm đại khảm đao, hắn mau chóng trở lại chủ phòng. Vị lão nhân này dĩ nhiên cố kỵ Hạ Nhất Minh hỏi danh tính của lão, nhưng Hạ Nhất Minh cũng đồng dạng như vậy. Nếu vị tôn giả này muốn nghiên cứu đại khảm đao của hắn, e rằng hắn cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Tốc độ của Hạ Nhất Minh cực nhanh, thoáng chốc đã biến mất trong rừng. Lão nhân khẽ lắc đầu, nhớ lại tình cảnh khi nãy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Thủ pháp sử dụng đại khảm đao của Hạ Nhất Minh lão chưa từng gặp qua. Đại đao không ngờ có thể biến đổi, ngay cả lão cũng không thể phát hiện ra. Nếu không phải lão thân là một tôn giả, phản ứng nhanh nhạy, e rằng khi nãy đã phải chịu đau khổ rồi. Nếu bị đại khảm đao kia chém trúng, cho dù nát tay mà còn sống đã là may mắn lắm rồi. Chân mày nhíu lại, lão không biết tại sao Hạ Nhất Minh có thể che giấu được linh giác của lão. Tiếng gió kỳ lạ từ phía sau thổi tới, lão nhân không quay đầu lại nói, Hòa tôn giả, ngươi vì sao quay lại đây? Người tới đúng là Hòa Dân, lão kinh ngạc nói, Từ tôn giả, vừa rồi lão phu cảm nhận được kim lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ là Kim Chiến Dịch tới đây giao thủ cùng Hạ Nhất Minh? Từ tôn giả khẽ lắc đầu nói, Kim Chiến Dịch chưa từng tới đây, mấy vừa rồi là Hạ Nhất Minh một mình luyện công mà thôi. Hạ Nhất Minh, Hòa Dân về mặt khó tin nói, kim hệ lực lượng cường đại như vậy là do hắn phát ra sao? Không sai, lão phu cũng là ngoài dự tính, Từ tôn giả thật thà nói. Hòa tôn giả suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, Từ tôn giả, Hạ Nhất Minh không ngờ có thể phát ra kim hệ chân khí cường đại như vậy, xem ra thời gian hắn ngưng tụ kim chi hoa cũng không lâu nữa rồi. Từ tôn giả khẽ gật đầu. Hai người bọn họ nhìn nhau, trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, cường giả trẻ tuổi với thiên phú như vậy, chẳng lẽ thần đạo mấy ngàn năm qua biến mất trên thế gian lại một lần nữa xuất hiện? Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 92 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.